Thủ tướng Ý Enrico Letta cho biết sẽ cải cách chính sách nhập cư trong một cuộc họp báo diễn ra vào những ngày cuối năm này. Hôm 23 tháng 12, ông Letta hứa sẽ điều chỉnh chính sách nhập cư và xem xét lại điều kiện sống của các trung tâm nhập cư. Tôi muốn chúng ta ghi nhớ tình hình của chúng ta hiện nay. Năm 2013, số người nhập cư bằng tàu đã tăng gấp 3 lần do những bất ổn và căng thẳng của vùng Địa Trung Hải, tăng gấp 3 lần trong một năm. Chúng ta cần nhận thức được tình hình này với những áp lực vô cùng lớn. Áp lực đó khiến chúng ta phải nỗ lực và tìm ra câu trả lời. Bờ biển của chúng ta là một trong những nguyên nhân, những câu trả lời khác nằm ở mức sống của châu Âu. Tuần trước, một đoạn video cho thấy cảnh những người nhập cư khỏa thân trong thời tiết lạnh lẽo để được phun thuốc chống ghẻ đã gây phẫn nộ toàn nước Ý và khắp thế giới. Nhiều người chỉ trích EU đã thất bại trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng nhập cư nhân đạo. Chính phủ lập tức cần phải xem xét cải thiện các điều kiện sống tại các trung tâm tiếp nhận, cách đối xử với những người nhập cư. Con số người nhập cư trong năm tới sẽ tăng gấp đôi. Ý là điểm đầu tiên tiếp nhận làn sóng nhập cư đổ về châu Âu. Năm qua đã có đến hơn 40.000 người gặp nguy hiểm trên biển khi di chuyển từ Bắc Phi sang.